Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách để hát một bài hát cũng rất là hay, từng làm mưa làm gió một thời của ca sĩ Đan Trường. Đó là bài Kiếp Ve Sầu. Hôm nay mình cùng học đệm bài hát này các bạn ha. Tèo sẽ đưa các bạn quay trở lại với không gian thời 8X các bạn ha. Ngày xưa lúc các bạn này nổi tiếng nè, là Tèo nhớ Tèo còn nhỏ xíu, còn đi học cái cấp 2 các bạn. Trời ơi, về nhà nghe bài này thích cực kỳ luôn. Một ngày nghe mấy trăm lần, mấy tỷ lần các bạn ha. Hồi đó mình nhỏ mà mình chỉ nghe, mình biết nó hay vậy thôi. Nghe ca sĩ hát là mình thấy nó hay vậy thôi, chứ mình đâu có biết là trong cái bài phối đó nhạc sĩ họ phối như thế nào đâu. Thì sau này lớn lên mình đi học nhạc, đến bây giờ mình nghe lại, ôi trời ơi sao mà nó hay thế không biết. Nó rất nhiều cái điều hay trong một cái bài phối như vậy. Thì bây giờ Tèo sẽ soạn cái đệm rồi chia sẻ các bạn. Hôm nay Tèo đi đệm hát đó các bạn. Cũng có rất nhiều bạn bè, anh em, người hát đó, họ lên họ hát lại những bài nhạc xưa như vậy. Mà chúng ta không có đệm đúng như trong đĩa đó, họ không chịu đâu bạn. Họ lên là đánh đúng như cô Đan Trường họ mới chịu. Đánh không đúng họ không chịu hát. Họ quay là đánh không đúng đĩa. Khổ vậy đó các bạn. Thì hôm nay Tèo sẽ chia sẻ bạn cách đánh cho nó giống trong đĩa nhất các bạn nha. Để cho người hát họ khỏi đừng quay lại họ phàn nàn ban nhạc đánh không giống trong đĩa mà nè. Rồi. Bài này chúng ta sẽ tạm chia làm hình thức là 3 đoạn đơn để bạn dễ học dễ nhớ nha. Đoạn A chúng ta sẽ có A1 và A2 lặp lại 2 lần. Đến đoạn B một đoạn ngắn để đoạn dẫn vào đoạn C là điệp khúc các bạn ha. Rồi, Tèo sẽ chia sẻ bằng một số cái âm sắc mình sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng trinh. Tiếp theo đó là tiếng guitar lead. Rồi tiếp theo đó tiếng air piano. Rồi tiếp theo đó là tiếng clean guitar bạn ha. Ok. Rồi tiếp theo đó là tiếng trống. Tiếng trống này nếu các bạn muốn báo trống tay rời đó, tay các bạn linh hoạt đó, các bạn có thể tiếng trống rồi báo thêm để cho nó linh động, sinh động các bạn ha. Ngoài ra bài này chúng ta sẽ chơi ở style là xì lô bột. Các bạn sử dụng tempo độ khoảng 70 các bạn nha. Rồi mình sẽ sử dụng thêm một tính năng multipass. Chọn cho multipass, chúng ta chọn cái bộ multipass là piano arpeggiato 8 beat. Rồi mình nghe thử các bạn ha. Cực kỳ hay các bạn ha. Có một cây guitar, có một cây piano rải các cái mẫu đệm sẵn cho mình. Các bạn có thể chọn 2 multipass cùng lúc, chọn 3 multipass cùng lúc. Tức là hiệu ứng cùng lúc cũng được. Ok bạn nhá, đó khi mình mở điệp trống rồi cái mình bắt bấm nó cho nó trộn vô. Nghe nó đầy đặn các bạn, giống như là ban nhạc các bạn ha. Rồi đó cái phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Kiếp Ve Sầu các bạn. Rồi mình cùng học intro bạn ha. Bài này á, tông nam. Chúng ta sẽ đệm ở tông đô thứ nha. Rồi tông nữ mình sẽ đệm ở tông son thứ hoặc là pha thứ cũng được, tùy theo cái tông giọng hát của ca sĩ mà mình lên xuống tông cho nó phù hợp các bạn nhé. Rồi ở đây thì hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn cách đệm ở tông la thứ để các bạn bước đầu dễ tập luyện. Còn khi đệm hát các bạn nhớ đánh đúng tông cho ca sĩ hát các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta cùng học phần intro. Intro hết sức đơn giản luôn, các bạn đánh như sau. Các bạn xếp ngón giữa vào nốt đô, rồi các ngón còn lại xếp đều vô là xong. Rất đơn giản bạn ha. Bài này mình ký âm ở nhịp 24, mình vào phách số 1 luôn, tức là đầu ô nhịp luôn. Đô, rê, đô, si. Làm lại bạn ha. Đô, rê, đô, si. Quá dễ bạn ơi. Đô, rê, đô, si. Rồi nốt si mình kéo dài qua hết ô nhịp. Tới ô nhịp tiếp theo. Rê, mi, rê, đô. Là mình có được một câu nhỏ đó bạn. Bây giờ mình ghép lại nha. Đô, rê, đô, si. Rê, mi, rê, đô. Là hết. Bây giờ mình sẽ ghép âm vô. Nốt đô rồi mình vô âm la thứ 7 cùng lúc các bạn ha. Nốt si mình qua âm mi thứ 7. Bạn đã bấm được không được những hợp âm thứ 7 đó thì các bạn cứ bấm hợp âm thứ bình thường thôi. Ví dụ mi thứ 7 bấm không được, bấm mi thứ thôi, bạn đã chẳng sao cả. Tiếp tục rê. Mình qua bấm rê thứ 7. Mi rê đô, mình trở về hợp âm la thứ 7 lại là xong, xong một vế. Rồi vế tiếp theo là si đô. là si đô, tiếp tục rế đô si, quá dễ bạn, nó có mấy nốt trong vòng vòng nè, là si đô, rế đô si son la là hết. Làm lại là si đô, rê đô si son la, rê son mi, rê son mi là xong. Bây giờ ghép âm chỗ này là si đô, mình vô âm fa major 7, rế đô si, mình qua âm son trưởng, son la, mình về âm la thứ 7, rồi giữ nguyên đó, rê son mi, rê son mi, mình vẫn giữ nguyên cái âm ra thứ 7. Rất đơn giản bạn ơi, quá dễ bạn ha. Rồi bây giờ mình vô thử. Các bạn nhớ sau khi tập hai tay như vậy nó nhuần nhuyễn rồi đó, mình mới vô trống nha. Chọn tiếng guitar. Rồi mình đánh cái câu này ở phiêu trống êm dịu thôi, đừng có tiếng kick trống các bạn nhé. Rồi bấm nút bao trống của mình vô. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đó là mình đánh đúng với những cái nốt mà nó ghi. Còn nếu các bạn muốn mở rộng, mình sẽ sử dụng thêm một số cái kỹ thuật của guitar lead, mình đánh cho nó phê các bạn ha. Ví dụ bạn đánh ré đô si đó, đô, ré đô si, đô nè, ré đô si, thì bạn đánh đô xong, đô, rồi các bạn đẩy cái bend lên, đẩy bend lên. Rồi bạn đánh nốt đô, nó thành nốt rê đó. Tại vì mình đẩy bend trước rồi, cái mình đánh nốt đô thì chắc chắn nó thành nốt gì? Nốt rê. Sau đó các bạn buông bend ra, nó thành nốt gì? Nốt đô. Rồi mình đánh nốt si nữa. Là mình có được kỹ thuật như vậy các bạn ha. Giống guitar bạn, họ sẽ nhéo dây trước, họ nhéo cái dây lên trước, sau đó họ đánh và họ buông dây xuống. Đó bạn, mình mô phỏng là kỹ thuật đó bạn ha. Tương tự bạn, mình sử dụng một số kỹ năng đó vô. Cái nốt mi cuối cùng á, rê son mi, nốt mi các bạn đánh rê son. Nốt mi, mình đừng đánh nốt mi, mình đánh nốt rê. Sau đó mình đẩy bend lên, nó thành nốt mi. Chậm nè. Đó, giờ mình đẩy nhanh lên. Còn rõ ràng kỹ thuật, mình đưa xíu kỹ thuật vô thôi là cái tiếng guitar mình nghe giống thật các bạn ha. Giờ mình thử nha. Vô nào. Đó bạn, rõ ràng đó mình sử dụng cái chút xíu bend như thôi là nghe cái tiếng guitar nó giống thật các bạn ha, giống ông guitar đang nhéo thật. Nhưng mà các bạn muốn sử dụng cái câu nhưng mà sử dụng bend như vậy thì các bạn phải đánh được cái câu cho nó nhuần nhuyễn trước đã. Ok nha, phải tập cho nhuần nhuyễn câu rồi đó, sau đó mình sẽ mở rộng áp dụng cái bend vô. Như vậy là mình đã xong được cái đoạn intro của bài, khá đơn giản các bạn ơi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ qua cái đoạn A1 của bài hát. Đoạn này mình chẳng làm gì cả. Các bạn lấy tiếng E piano á, chỉ việc chập âm cái nó rền ra hết ô nhịp vậy thôi. Từ khi em không còn về quanh sân, là lần con phố nghèo hoang vắng vô cùng. Và các bạn cứ lấy tiếng E piano mình chập một cái ô nhịp cho nó hợp âm, cho nó rền ra hết ô nhịp vậy thôi. Mình chẳng làm gì cả bạn ha. Cái lúc đó mình sẽ có cái multipass này, nó rải các cái mẫu đệm piano cho mình sẵn rồi, nó cũng khá đầy đặn rồi, mình khỏi cần phải đánh gì, mình chỉ đến E piano chập như vậy thôi. Rồi vô nha, từ khi em mình nhập âm la thứ 7, không còn về quanh sân, tiếp tục la thứ 7, la lên con phố đó mình qua hợp âm fa major 7, ok, nghe hoang, chữ hoang đó mình qua hợp âm son trưởng chung ô nhịp, vắng vô cùng mình qua hợp âm do major 7, ngàn ánh mình qua hợp âm fa major 7. Bước theo qua son trưởng, tan biến nơi nào mình về do major 7. Rồi mình lót thêm các âm mi 7 nữa. Tiếp tục xuống dòng dưới. Còn thấy dễ không? Hết sức đơn giản mà ha, chẳng gì cao siêu cả. Giờ vô thử luôn nè. Rồi vô hát luôn các bạn, ở phiêu êm dịu luôn nha. Ngàn anh đang lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Dễ bạn, hết sức đơn giản bạn ha, chẳng gì cao siêu cả. Rồi xuống dòng dưới mình cũng đệm tương tự như vậy thôi, cũng là tiếng E piano chập thôi. Ngày chia ly mình qua bam la thứ bảy. Không còn gì trong tay, tiếp tục la thứ bảy. Chỉ còn nỗi nhớ, mình qua bam fa major 7. Với anh qua son trưởng. Suốt đêm dài, mình qua do major 7. Có con sóng, mình qua bam fa major 7. Chìm vào thuyền anh, mình qua 30 thứ bảy. Cuốn đi rồi những, mình qua bam fa major 7. Những dấu yêu mình qua son trưởng. Trong đời mình về là thứ bảy lại là hết. Rất đơn giản mà. Rồi mình báo trống qua cái phiên có tiếng kích trống để mình qua đoạn A2. Bây giờ mình đệm dòng dưới nha. Ngày chia ly anh một đời rêu phong, một lần sau cuối cho dài. Có con sông ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng. Rất đơn giản đó các bạn. Xong báo trống cái thấy chữ phiêu của cú giọng đó, báo trống cái tiếp tục của đoạn A2 thôi, hết sức dễ bạn ha. Rồi như vậy mình đã xong được đoạn A1 của bài hát. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A2 của bài hát. Bạn sẽ dòng nhạc nha. Đoạn A2 lúc này nó phức tạp một chút xíu, nó sẽ có một số câu lót nhỏ. Ngày chia tay mình vô la thứ bảy. Không còn gì một đời rêu phong, chữ phong mình cứ tiếp tục la thứ bảy. Một lần sau cuối mình qua fa major 7. Cho anh mình qua bom son trưởng. Thấy mặt người mình vừa để bom do major 7 xuống cái là mình đánh câu này liền. Xì đô son, bùm xì đô son, bùm xì đô son. Ok bà nha. Rồi lúc đó mình đổi lại có cuộc sống mình qua fa major 7. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa, chỉ xa mình qua bom son trưởng. Anh sống vô chừng mình chúc âm do major 7, mình lấy tiếng clean guitar đó mình đánh câu này. Tiếp tục xì đô son, mình để hợp âm do major 7 xuống cái đánh liền bùm xì đô son. Rồi câu tiếp theo bạn để hợp âm mi 7 xuống cái đánh liền mi son thăng rê. Mi nè, son thăng nè, rê nè. Quá dễ bạn ha. Rồi xong được dòng trên. Báo trống dòng dưới thôi. Giờ thử bạn ha. Báo trống mới vô nha. Vô. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu. Rất đơn giản mà. Đó mình đánh xong này mi xón rề. Rồi báo trống cái tiếp tục xuống dòng dưới. Khá đơn giản bạn ha. Dễ còn hơn anh bánh với các bạn ơi. Quá đơn giản rồi. Cứ nghĩ luôn. Còn gì đâu. Tiếp tục dòng dưới. Mình tiếp tục hợp âm la thứ bảy. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai. Tiếp tục la thứ bảy. Chỉ còn nước mắt. Chứ mắt mình qua fa major 7. Ôm anh qua son trưởng. Đến muôn đời. Xuống hợp âm do major 7 xuống cái là mình lấy tiếng clean guitar nằm đánh câu giống nãy. Xì đô son. Còn nhớ nha, xì đô son. Rồi tiếp tục trở lại e piano lại. Những đêm tối chuyện mình còn một mình anh, mình qua mi thứ bảy. Tiếc thương hoài những chữ những mình qua fa major 7. Dấu yêu mình qua son trưởng. Trong đời về la thứ bảy. Bắt đầu mình lấy tiếng clean guitar đánh câu này. Vừa để âm la thứ bảy cái đánh liền. Là si, đố si, mi, rề. Nốt rê là mình sẽ nối qua đoạn B các bạn nhé. Bùm. Là si, đố si, mi, rề. Là xong. Bây giờ để dòng dưới các bạn ha. Còn gì đâu nha. Chuẩn bị vô cho multipass cho luôn nè. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. lối, chỉ bên còn một mình anh tiếc thương hoài nhưng dẫu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm. Các bạn, mình đánh con đẹp luôn. Anh yêu em yêu say đắm, không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Quá đơn giản bạn ha. Như vậy là mình xong được đoạn A2. Rồi bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B của bài hát. Các bạn sẽ dòng nhạc đoạn B bài hát, lúc nào mình sẽ lấy tiếng xì trinh, mình đi nền theo nó tự ý. Ví dụ như chúng nốt rê, qua rê thứ bảy mình đánh nốt rê. Anh yêu em yêu say đắm đó, yêu say đắm mình qua nốt hợp âm xoan trưởng thì mình đánh cái tiếng trinh như sau. Anh yêu em yêu say đắm, rê là mí rê, mình qua xoan trưởng mình đánh cái giai điệu của câu này các bạn nha, mình tập nha. Rê rê thứ bảy nè, tiếp tục là mi rê, mình qua son trưởng rê mi, mình qua hợp âm la thứ bảy rê si, mình qua hợp âm mi thứ bảy son la, mình qua hợp âm fa major bảy. Rồi tiếp tục anh em sao chua sót, chua sót mình qua hợp âm son trưởng đánh nó son. Rồi tiếp tục nốt rê rê mi, mi son đô si la son, mi son mình qua đô major bảy, đánh nốt mi, mình đánh nốt mi son. Rồi đô si la son, son thăng mình qua âm mi trưởng là xong cái đoạn này. Bây giờ đánh thử các bạn nha, mình tập câu kỹ lưỡng nha. Anh yêu em yêu say đắm, không cần toan tính nghĩ suy làm gì. Anh yêu em sao chua xót, lãng quên tháng năm. Rất đơn giản mà ha. Lúc đó các bạn nhớ một điều là mình là người đệm hát. Cái việc hát là việc của ca sĩ, họ hát. Còn chúng ta là nhạc công, chúng ta sẽ nhìn vào cái sheet nhạc. Cái sheet nhạc đó ghi cái nốt nhạc gì, ông nhạc trưởng đó, ông ghi tổng phổ đó, ông ghi cái nốt nhạc gì thì chúng ta cứ đánh cái nốt nhạc đó, giai điệu của nốt đó. Còn cái việc hát là việc của ca sĩ các bạn nhé. Đó là chúng ta đi đệm hát, chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc, tuân thủ theo bài phối của ông nhạc trưởng. Còn cái việc các ca sĩ hát thì kệ ca sĩ, họ sẽ hát sai, họ rất nhịp thì mà họ mang tiếng, họ đáng chịu các bạn ha. Đó, mình cái đúng của mình thôi. Anh yêu em yêu say đắm, không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót, lãng quên tháng năm. Các bạn cứ tập cái câu này cho thiệt là nhuyễn các bạn nhé, thuộc kỹ lưỡng vào. Rồi tới giúp cho đệm mình rất là đơn giản thôi. Như vậy là xong được đoạn B đó các bạn, rất đơn giản với câu trinh thôi. Rồi bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn C của bài hát, đoạn cao trào nè. Lúc này đoạn C chúng ta lấy tiếng trinh tiếp tục, mình đi nền theo nốt gợi ý nhưng mà mình đổi qua phiêu sôi nổi nha. Chờ ngày em đến, mình qua vô thứ bảy, la thứ bảy mình đánh nốt đô. Tiếng hát phút cao, chữ cao qua son trưởng mình đánh nốt si. Chỉ còn tia nắng qua rê thứ bảy mình đánh nốt rê. Ấm áp bên đời mình về băm la thứ bảy mình đánh nốt đố si la sòn la, đố si la sòn la, mình nối câu qua câu tiếp theo đó. Cũng lăn mây trắng, chữ trắng mình qua pha mây rê bảy đánh nốt la. Vút cao mình qua bấm son trưởng mình đánh nốt son rê, son rê mi, mi mình qua bấm đô mây rê bảy. Mình tiếp tục đánh câu mi đồ rê đồ rê mi, mình qua mi trưởng để nối đó các bạn. Rất đơn giản các bạn ha. Giờ mình đệm thử cái giai đoạn B nè, đoạn C chúng mình vô. Ta đài em đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời, cùng làn mây trắng lừng lờ, phút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đây các bạn, nhiều bạn gửi mail và hỏi Tèo á, sao tôi đệm hát không có được, giống như cũng Tèo chia sẻ. Tức là khi các bạn hát, các bạn chưa có tập luyện được tới cái kỹ năng là mình vừa hát vừa đệm. Khi mình đệm cái mình hát không được, còn khi mình hát cái mình đệm không được, cho nên mình tập không có được. Chứ không phải là cái bài đệm của Tèo hướng dẫn nó bị sai vậy đó các bạn. Các bạn nhớ nha, khi mình vừa đệm vừa hát, lúc đó cái não của mình nó chia làm hai rồi. Một cái não để dành hát, một cái não để dành mà mình ghi nhớ cái nốt nhạc, tiết tấu nốt nhạc. Nó khác nhau, nó không có giống nhau. Vì vậy mình cần phải luyện thật nhiều thì mới đạt được cái kỹ năng đó các bạn nhé. Có nhiều nhạc công các bạn, họ đánh rất giỏi luôn, nó rất hay đó, nhưng mà kêu họ vừa đệm vừa hát như vậy họ đệm không được. họ hát cái họ quên đệm, họ đệm họ quên hát các bạn. Đó là hai cái, đó là một cái kỹ năng cực kỳ khó đó các bạn ha. Rồi các bạn, nếu mình không hát được thì mình tuân thủ theo bài phối. Ô nhịp nào có hợp âm gì, có nốt nhạc gì đấy, y chang như trong cái xiết nhạc thôi là được. Còn khi ca sĩ vô hát thì lúc đó mình cứ vừa nghe ca sĩ hát canh me và mình vô cái ô nhịp của mình, các bạn nhớ nha. Rồi lần đó đầu mình xuống cái đoạn cái dòng dưới cũng tương tự vậy thôi. Một ngày em đến chỉ qua la thứ 7 nốt đô, tiếng hát phút cái gì á, khúc ca gì đó, khúc ca mình qua son trưởng. Từng đang chim én mình qua rê thứ 7 nói nốt rế. Chum chip môi cười mình về la thứ 7 mình đánh nốt đố mì la si đố, đố mì la si đố. Nốt đối mình qua âm pha mê dây 7 là đời anh bớt mệt nhoài. Hát rong mình qua son chữ đến si. Trong kiếp ve sầu về la thứ 7 nốt la. Hết. Quá dễ bạn ha. Rồi sau đó đến đoạn gian tấu thôi. Đầu dành đệm dòng dưới nha. Rồi nghe em đến tiếng hát phút ca. Từng ta chim én chung chiếc môi cười là đời anh bớt mệt nhoài. Hát giọng trong kiếp ve sầu. Rất đơn giản đó các bạn, là xong được cái đoạn B đó, đâu bị cao siêu đâu. Rồi, xong cái đoạn B, chúng ta sẽ đến với đoạn gian tấu. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Các bạn sát dòng nhạc, đoạn gian tấu này chúng ta sẽ sử dụng tiếng guitar. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng một số kỹ thuật như sau. Những cái nốt nhạc nào mà ở ngay trên đầu nó có dấu mũi tên, rồi có số 1, tức là những nốt nhạc đó mình sẽ đẩy bend lên một cung, các bạn nhớ nha. Ví dụ như Tèo có nốt đầu tiên nốt rê đúng không? Tức là nốt rê này mình sẽ đẩy bend lên một cung. Các bạn nhớ nha, nốt rê đó mình sẽ đẩy bend lên một cung, nó thành nốt gì bạn? Nốt mi. Rồi nhớ nha, rồi ví dụ như dòng đầu tiên chúng ta sử dụng nốt rê đẩy bend lên một cung thành nốt mi đó. Mình đáp âm son bắt la cái rồi bắt đầu mình đánh. Các bạn bấm mình nè, la nè, si nè, rê son nè, nó ra âm son bắt la các bạn ha. Rồi đáp âm cái nốt la là mình sẽ vô hợp âm la thứ 7. Rồi tiếp tục đô là mí, mình qua hợp âm son trưởng. Mí rê đồ rê, mình vô hợp âm mi thứ 7. Tập tới đây các bạn ha. Rồi mình để hợp âm son bắt la cái mình đánh. Rồi nốt la mình vô la thứ 7 này, tiếp tục đô là mi, mình qua hợp âm son trưởng. Mí rê đồ rê, mi rê đồ rê, mình qua âm mi thứ 7. Rồi câu tiếp theo luôn. Xì đồ rê fa mi rê đồ, xì đồ rê fa mi rê đồ. Quá đơn giản bạn ha. Xì đồ rê, các bạn sẽ qua âm mi trưởng. Rê đô mình qua âm fa mi thứ 7. Rồi tiếp tục giơ cánh tay nhẹ nhàng lên. Si đô si là, si đô si là, si đô si là, si đô ré đô si. Si đô si là, si đô ré đô si. Rồi tập tới đây các bạn ha, nốt si xuống dòng dưới rồi đó. Rồi tập tới đây thôi. Tiếp tục bắt đầu để bên song bắt la đánh từ đầu dòng chơi nha. Si đố si là, chúng ta qua âm rê thứ 7. Nốt si mình qua âm son trưởng. Rồi xuống dòng dưới các bạn ha. Rồi xuống dòng dưới chúng ta sẽ đẩy bend một số chỗ như sau. Nốt si đầu tiên là âm son trưởng nè. Rồi tiếp tục mình đánh đô ré đô si. Rồi cái nốt la ngay chỗ mi trưởng dòng dưới đó các bạn thấy không? Có dấu mũi tên, có số 1 đó, tức là mình đẩy bend nốt la lên. Đánh nốt la để bend thành nốt si. Các bạn nhớ nha. Rồi ok, nhớ để bend cho đó giống các bạn nha. Đố si là mình về la thứ 7 là hết. Rồi các bạn thấy ô nhịp gần cuối nó có cái dấu nốt rê mà mũi tên nữa không? Tức là mình đánh nốt rê rồi mình đẩy bend lên. Mì la đó mình đánh nốt rê đẩy bend thành nốt mi. nốt la là hết. Rồi bây giờ mình sẽ nối cả cái đoạn giang tấu này, các bạn quan sát thật kỹ nha. Cũng khá là tương đối là khó đó các bạn. Chia tay quá đơn giản bạn ha, như vậy là xong. Nếu chúng ta đánh trong ban nhạc các bạn thì nó đỡ hơn chút xíu, tại lúc đó anh em ban nhạc họ sẽ đảm nhận cái vai trò làm cái nền, còn ông guitar ông đánh thoải mái. Còn chúng ta đánh trên một cái ọt nó sẽ bị hạn chế rất nhiều điều các bạn ha. Nhưng mà các bạn cũng cố gắng tập để mình có được một cái giang tấu cho nó giống trong đĩa, chứ khi mình đệm hát thì ca sĩ họ không nói là mình đánh không giống trong đĩa các bạn ha. Rồi như vậy là xong đoạn giang tấu, sau đó ca sĩ hát từ đầu nữa các bạn. Rồi hát từ đầu xong đến hết bài, các bạn có thể lấy câu intro để mình làm cái đoạn ending cho nó dài dài xíu các bạn ha. Chứ trong bài phối của ca sĩ Đan Trường này câu intro nó ngắn quá, nó có 2 câu à, ngắn ngủn nè. Mình có thể lấy câu intro để mình làm cái đoạn ending. Rất đơn giản bạn ha. Rồi, Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát một bài hát cũng rất là hay, từng làm mưa làm gió một thời các bạn ơi. Đó là bài Kiếp Ve Sầu của ca sĩ Đan Trường hát thực rất là hay các bạn ha. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo như Tèo chia sẻ. Nếu như trong lúc mà tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc á, các bạn cứ để bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát, từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách để mà chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.